Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio, siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 4775 đến 4779, tập 4775, nhân quả luật, cho bổn tọa lăn xuống tới, từ thiên lang quát to một tiếng, trực tiếp lợi dụng thần đạo cảnh quy luật, bộc phát ra một cái nhân quả luật, muốn để diệp thần lăn xuống, diệp thần sau lưng tự do rực, ở nhân quả luật hạn chế hạ, lại có thể không bay nổi nhưng hắn vậy như người thú lấy thiên huyền cảnh thân cứng rắn bị từ thiên lang nhân quả luật trói buộc thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung cũng không có té xuống đại hoang trộm thiên thuật không gian ăn cắp xúc địa thành thốn ngay sau đó diệp thần lại thi triển thuật pháp lập tức ăn cắp không gian để cho thân thể đột phá nhân quả luật phong tỏa lập tức phá không bay vút ra từ thiên lang kinh hãi biết diệp thần thần thông biến hóa vô cùng nếu là thật để cho diệp thần chạy hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đuổi kịp từ thiên lang thân thể tiêu xạ nhi ra, thẳng hướng diệp thần đuổi theo, một bộ không chết không thôi hình dáng, diệp thần một đường phi đột, nhưng thủy trung thoát khỏi không hết từ thiên lang đuổi giết, trong đầu nghĩ đợi trở lại tinh nguyệt giới, dựa vào địa mạch, vậy sẽ không sợ, từ thiên lang tựa hồ nhìn ra diệp thần ý tưởng, hét lớn, diệp thần, ngươi nếu là lại không dừng lại, bổn tọa đi liền đầu dựa vào vũ hoàng cổ đế, diệp thần trong lòng rét một cái, một cái từ thiên lang hắn cũng không sợ một cái vũ hoàng cổ đế hắn cũng không phải như vậy kiêng kỵ nhưng nếu như hai người kết hợp vậy cũng rất nguy hiểm hắn theo bản năng dừng lại hạ bước chân nhưng suy nghĩ một chút lại cười lạnh nói hai đuôi lấy người nóng này làm sao sẽ khuất phục dưới người đâu từ thiên lang tức giận nói ta nói bổn tọa tên chữ kêu từ thiên lang người trực tiếp cướp đi bổn tọa đồ không khỏi quá mức dã man dù sao phải cho bổn tọa một chút sao phó diệp thần nghe giọng hắn khí bên trong tràn đầy nhân tính lý trí ngược lại cũng là hết sức kinh ngạc lại không nhịn được vui vẻ cười to nói ngươi một đầu đuôi thú lại còn nói ta dã man thật là hoang đường nói đi ra cái giá tiền chỉ cần không phải quá ngoại hạng ta đều có thể thỏa mãn ngươi diệp thần chỉ muốn thuận lợi bắt được thái nhất âm dương bàn chỉ cần từ thiên lang mở ra giá tiền ở hắn tiếp nhận trong phạm vi nói hắn nguyện ý giao dịch mình chịu thiệt một chút vậy không thành vấn đề chỉ cần cái này người điên sau này không nên tới quấy rầy nữa từ thiên lang tựa hồ liền cùng diệp thần những lời này đầy mặt vẻ giận dữ vào thời khắc này tiêu tán đổi được trầm ổn nói người chịu giao dịch vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa ngươi nếu như chỉ muốn dã man cướp đoạt bổn tọa định không buông tha ngươi vậy quá một âm dương bàn bổn tọa một mực không thể luyện hóa thậm chí chọc tới rất nhiều thống khổ dây dưa muốn đến đó không phải là bổn tọa cơ duyên bổn tọa cho ngươi cũng không sao nhưng người phải đáp ứng bổn tọa một cái điều kiện, Diệp thần nói, nói, từ thiên lang nói, giúp ta tìm một cái người, Diệp thần nghi ngờ hỏi, ngươi muốn tìm ai, từ thiên lang bình tĩnh nói, nàng kêu từ hữu dung, Diệp thần cau mày nói, từ hữu dung. Nam nữ, từ thiên lang bình tĩnh thần sắc, lúc này nổi lên một chút chập chờn nói, nàng là cô gái, ta hôm đó ở phủ văn thánh địa, bị ngươi đánh bại sau đó, thiếu chút nữa rơi vào mê loạn điên cuồng, là nàng tỉnh lại ta hơn nữa cho ta lên liền một cái tên, liền kêu từ thiên lang, nhưng sau đó, nàng đột nhiên không từ từ biệt, ta còn chưa kịp báo đáp nàng, ta cả đời này, cho tới bây giờ không thua thiệt người bất kỳ, người luân hồi trận danh tai mắt rất nhiều, ta muốn người giúp ta tìm nàng, ta phải hướng nàng báo ân. Cái này từ thiên lang, trước đây một mực tự xưng, bổn tọa, nhưng ở nói đến chỗ này từ hữu dung thời điểm, lại lại nữa như xưng hô này, giọng nói vậy mang một chút khác thường, đối vậy từ hữu dung vô cùng coi trọng hắn là muốn báo ân diệp thân nga một tiếng trong đầu nghĩ giao dịch này tự mình rót vậy tiện nghi rất chỉ phải giúp một tay tìm người là được liền nói có thể không thành vấn đề từ thiên lang nói nàng dài bộ dáng này hắn nâng lên tay hội tụ linh khí hiển hóa ra cái đó từ hữu dung hình dáng là một cái đặc biệt tuyệt lệ khí chất cao nhã cô gái eo thon thả nhưng dáng vẻ lại hết sức bốc lửa thật là khó có thể tưởng tượng như vậy eo thon chi lại có thể nhờ nổi như thế to lớn trái cây, từ thiên len ngánh mắt rất thuần túy, đổ vậy không có ý khác, chính là đơn thuần muốn báo ân mà thôi, Diệp thần nhìn cái này từ hữu dung hình dáng, thấy đối phương bốc lửa vóc người, không tự chủ được nghĩ tới tôn di, rồi sau đó lắc đầu một cái, thu liễm lại nội tâm nghĩ bậy, hướng từ thiên lang nói, người yên tâm đi, ta sẽ giúp người tìm, từ thiên lang nói, rất tốt, luân hồi hứa một lời nhìn vàng, ta tin tưởng ngươi làm người nếu như có vị này từ hữu dung cô nương tin tức ngươi kêu gọi ta tên chữ ta sẽ hạ xuống nhớ ta tên chữ là từ thiên lang hắn đối mình tên chữ tựa hồ vô cùng coi trọng lần nữa trịnh trọng dặn dò rồi sau đó mới xoay người rời đi diệp thần thấy từ thiên lang rời đi trong lòng thở phào nhẹ nhõm xem vậy từ thiên lang hình dáng ở không có tìm được từ hữu dung trước hắn không thể báo ân nội tâm nhân quả không có thể giải quyết hẳn là sẽ không nhúng tay những chuyện khác Diệp Thần lấy được rồi thái nhất âm dương bàn, quá trình có thể nói là đặc biệt thuận lợi, vui mừng quá đổi, lập tức trở lại tinh nguyệt giới, khiếu tinh vân gặp Diệp Thần trở về nhanh như vậy, lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, người cướp lấy thái nhất âm dương bàn, vậy hai đuôi không có làm khó ngươi sao, Diệp Thần cười cười nói, khá tốt, tiền bối. Cái này thái nhất âm dương bàn, ta trước hết mượn, khiếu tinh vân cười nói, không cần khách khí, luân hồi chi chủ, pháp bảo này, người trực tiếp cầm đi là được coi là chúng ta anh chủng thế gia đưa lễ vật cho ngươi tương lai ta anh chủng thế gia muốn trở lại tinh không bờ bên kia hồi phục thần anh thụ còn cần dựa vào ngươi ngươi là chúng ta anh chủng thế gia người cứu độ diệp thần cảm kích nói đa tạ tiền bối tương lai ta nếu có đi tinh không bờ bên kia cơ hội ta nhất định sẽ không quên các ngươi khiếu tinh vân nói như vậy quá tốt lấy được rồi thái nhất âm dương bàn diệp thần cũng không chậm trễ trước giọt máu luyện hóa sau đó quá trình đặc biệt thuận lợi, cái này thái nhất âm dương bàn, như có linh tính, cùng Diệp Thần đồng tình, vậy đồng ý hắn là chủ nhân, bất quá, Diệp Thần luyện hóa chấp trưởng thái nhất âm dương bàn sau đó, Tu Vi vẫn là thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp, cũng không có tiến bộ, đây là bởi vì, hắn Tu Vi, đã đình trệ ở cổ trai, trừ phi là độ kiếp đột phá, nếu không bỏ mặc hấp thu nhiều hơn nữa cơ duyên, cũng sẽ không lại tiến bộ, trước đây luyện hóa quang minh chi tâm, cũng là như vậy, tu vi không có được bất kỳ tăng lên, nhưng cái này cũng không đại biểu, Diệp Thần không có được bất kỳ tăng thêm, ngược lại, những cái kia cơ duyên, tất cả linh khí nội tình, toàn bộ lắng động ở Diệp Thần trong đan điền, tương lai cùng hắn đột phá đến vô lượng cảnh sau đó, những thứ này cơ duyên nội tình, sẽ bộc phát ra, để cho hắn từng bước thăng chức, nói cách khác, hiện tại hắn lấy được cơ duyên, sẽ không lập tức để cho mình đột phá, mà là làm một cổ lắng động lực lượng, tăng thêm tương lai, chấp trưởng thái nhất âm dương bàn sau đó, Diệp Thần cảm thấy pháp bảo này, tựa hồ thành thân thể mình một phần chia, khá là huyền diệu. Hắn liền tới đến ngạo thế thiên cung trên quảng trường, thúc giục thái nhất âm dương bàn, cái này là bản pháp bảo, cấp tốc trở nên lớn, rất nhanh hóa thành một cái đạo tràng lớn nhỏ, vừa vạn bao trùm ở trên quảng trường, là bàn bên trên, vậy âm dương bắt quái đổ án, vậy bắt đầu chậm rãi chuyển động lực, tràn ra thần bí huy quang, tạo thành la bàn bối cảnh thần anh thụ. Thật giống như cũng phải sống lại, toát ra ửng đỏ ánh sáng, cùng thái cực âm dương ánh sáng, hỗn hợp hóa thành cầu vồng, mười phần lộng lẫy, Diệp Thần phi thân một cướp, đứng ở bát quái đổ án dương vị cá mắt trên, lại gọi ra thanh liên phân thân, đem đặt ở âm vị cá mắt, âm dương tất cả định, Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, một tiếng ngâm sướng, âm dương nghịch chuyển, nhân quả chuyển giá, là bàn cấp tốc chuyển động, âm dương nghịch chuyển, mới vừa ở dương vị Diệp Thần, bị chuyển tới âm vị mà hắn thanh liên phân thân, thay thế hắn mới vừa chỗ ở vị trí, vậy nhận chịu hắn tất cả mặt trái nhân quả, phốc xích, cứ như vậy trong nháy mắt, thanh liên phân thân tại chỗ hộp máu, thân thể nội bộ khắp nơi truyền ra bạo liệt thanh âm, gương mặt từ đỏ thắm biến thành thảm trắng, trên da thậm chí nổi lên thi ban, thanh nghiêu cổ tôn lợi dụng diệp thần máu tươi, cắn trả diệp thần căn nguyên, hiện tại tất cả cắn trả, đều bị thanh liên phân thân nhận chịu, diệp thần bình yên vô sự, thậm chí. Diệp thần trước đây dứt bỏ luân hồi máu tươi, cùng vạn phư kịch chiến, tỷ thi vũ hoàng cổ đế, tất cả tiêu hao cùng tổn thương, tất cả mặt trái trạng thái, thảm thiết nhân quả, toàn bộ đều chuyển gả cho thanh liên phân thân, diệp thần bản thể, ở trong nháy mắt, trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, long tinh hổ mãnh, tinh thần sáng láng, thân thể trước đó chưa từng có thoải mái, vậy thanh liên phân thân, thì nhận chịu to lớn mặt trái nhân quả, thân thể cũng thiếu chút nữa muốn nổ lên, nguyên bản thần quang tích chứa thân thể đổi được ám đạm vô cùng, chảy ra dơ bẩn cùng hôi thối ngủ, diệp thần bàn thể, chỉ có mắt, còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Đó là thi triển quyết tử ma nhãn, mang tới to lớn tác dụng phụ, cái này tác dụng phụ, dính líu tới nhân quả, quá nghiêm trọng, liền thái nhất âm dương bàn đều không thể rời đi, còn có chỉ thủy kiếm đạo, mang tới mài mòn, cũng không thể rời đi, bất quá trừ cái này ra, tất cả mặt trái trạng thái, cũng toàn bộ rời đi đi ra ngoài, Diệp Thần cả người nhẹ nhàng khoan khoái, nội tâm vui sướng liền liền, trong đầu nghĩ, cái này thái nhất âm dương bàn, quả nhiên là thần kỳ, phần lớn mặt trái nhân quả đều có thể rời đi đi ra ngoài, chỉ bất quá, nhìn biến thành màu đen bốc mùi thanh liên phân thân, Diệp Thần lại có chút đau lòng, cái này phân thân, hắn thật vất vả mới đào tạo đến ngày hôm nay như thế cường đại bước, kém không nhiều mới có thể có bản thể hắn 70% lực lượng, nhưng hiện tại, nhưng lại hư hại như vậy, muốn khôi phục nói sợ rằng cần phải tiêu hao đại lượng tư nguyên dọc theo quảng trường khiếu tinh vân và rất nhiều luân hồi trận doanh người thấy thái nhất âm dương bàn có hiệu lực kỳ diệu như vậy để cho diệp thần ngay tức thì thoát khỏi mặt trái trạng thái đều là mừng rỡ không thôi thật may thật may thái nhất âm dương bàn là gia chủ đại nhân tự tay chế tạo quy luật vô cùng ảo diệu cho dù năm tháng mài mòn hôm nay vậy có đủ cường đại lực lượng khiếu tinh vân vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem diệp thần nhân quả rời đi thành công thái nhất âm dương mâm hiệu dụng, hiển nhiên còn chưa giảm năm xưa, như cũ mạnh mẽ, diệp thần thu hồi thanh liên phân thân, tung người nhảy xuống la bàn, hướng bên sân ngụy dĩnh cùng vũ lăng hoa nói, lăng hoa, ngụy dĩnh, đến phiên các ngươi, mượn dùng cái này thái nhất âm dương bàn, cũng có thể hoàn thành băng thần đạo chính thống rời đi, ngụy dĩnh cùng vũ lăng hoa nhìn nhau, hai cô gái gật đầu một cái, liền phi thân nhảy lên la bàn tâm trận bên trên, cũng ngồi xếp bằng xuống vũ lăng hoa muốn truyền ra băng thần quyền bính ngụy dĩnh đã biết nàng suy nghĩ mình sắp phải thừa kế băng thần đạo thống nội tâm tóm lại là có chút bất an hướng diệp thần nói diệp thần ta thật có tư cách trở thành băng thần sao diệp thần cười nói là có gì không ngươi là phụ nữ của ta bỏ mặc cái gì thần cách ngươi đã có tư cách thừa kế ngụy dĩnh nghe nói như vậy nội tâm an tâm một chút rồi sau đó ánh mắt cũng thay đổi được kiên định nói được ta như thành băng thần đi đến không không lúc nào không, ta giúp ngươi giết thiên nữ, diệp thần nghe vậy, nụ cười khó hiểu có chút cứng ngắc, trầm mặc một tí, cuối cùng ngật đầu nói, được, vũ lăng hoa hướng diệp thần nói, diệp thần, cái này băng thần quyền bính, là gia tộc ta tất cả, ta tự mình truyền thụ, gia tộc ta sẽ không bỏ qua ta, cốt thiên đế nhất định phải giết ta, người nhất định phải bảo vệ ta, nàng thanh âm mang vô hạn khủng hoảng cùng bi thương thương xót, Viết cái này băng thần quyền bính. Dứt bỏ sau khi rời khỏi đây, mình liền không còn là trên trời chân thần mà là trong hồng trần tiên nếu như không có diệp thần che chở nói đối mặt không không thời không tập sát nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng nếu như không cắt bỏ nàng thần cách sớm muộn cũng phải bị gia tộc tước đoạt rơi vào thiên nữ trong tay đã như vậy ngược lại không như cung phụng cho luân hồi trận doanh diệp thần nói lăng hoa người yên tâm chỉ cần ta không chết người cũng sẽ không chết vũ lăng hoa thoáng an tâm gật đầu nói được cái này băng thần quyền bính rời đi cần chút thời gian ta cũng không nhất định phải bao lâu tóm lại ta mau sớm diệp thần ừ một tiếng không nói thêm gì nữa cũng không thúc giục miễn được mang cho vũ lăng hoa áp lực hiện tại hắn cùng vạn khư quyết chiến sắp tới hắn chỉ hy vọng ở vũ hoàng cổ đế xuất quan trước vũ lăng hoa có thể hoàn thành băng thần đạo chính thống truyền thừa vù vù vũ lăng hoa bóp một cái pháp quyết cả người xương khí ngất trời hàn băng khí tức tách thả ra sau lưng hiền hóa ra vạn trượng cao thiên địa pháp tướng, băng xương sen lẫn, sáng đẹp nguy nga, nàng chậm rãi đem tự thân băng thần đạo uẩn, hết thảy quy luật cùng linh khí, thông qua thái nhất âm dương bàn, rời đi cho ngụy dĩnh, tập 4776, diệp thần gặp đạo thống truyền thừa tiến hành, hơi thở ổn định, muốn đến là sẽ không có gì ngoài ý muốn, liền phái người bảo vệ hiện trường, lại ngoài định mức phái người đi ra ngoài điều tra, cái đó cứu vớt hai đuôi, kêu từ hữu dùng cô gái. Rốt cuộc là người nào, người ở phương nào, hết thảy giải quyết thỏa đáng, Diệp Thần tự đi trở lại phòng tu luyện bên trong, điều dưỡng thân thể, dựa vào thái nhất âm dương bàn, hắn phần lớn mặt trái trạng thái, đều bị thanh liên phân thân nhận chịu, nhưng thi triển quyết tử ma nhãn và chỉ thủy kiếm đạo, mang tới tác dụng phụ, thực sự quá lớn, cần chính hắn từ từ điều tức khôi phục, Diệp Thần lại gọi ra Thiên Quân Phong thần bia, thử nghiệm câu thông nhâm phi phàm, nói, nhâm tiền bối ta đã bắt được thanh nghiêu cổ tôn tọa độ, tại mới vừa, diệp thần rời đi nhân quả, giải quyết máu tươi cắn trả vấn đề, cũng là mơ hồ cảm nhận một màn thiên cơ hình ảnh, thấy thanh nghiêu cổ tôn âm mưu thất bại, tức hộp máu hình dáng, thanh nghiêu cổ tôn tọa độ, hoàn toàn bại lộ, diệp thần là rõ ràng bắt được, chuẩn bị cho biết nhâm phi phàm, ung ung, trong hư không, truyền đến đáp lại, nhưng ra diệp thần dự liệu, đáp lại hắn, cũng không phải nhâm phi phàm, mà là một cái ánh mắt tràn đầy trí khôn quanh thân thụy quang sông lên thiên, thiên đế hơi thở siêu tuyệt chư giới ông già, lại là nguyên thiên đế, nguyên thiên đế tiền bối, diệp thần cảm giác được nguyên thiên đế xuất hiện, lấy làm kinh hãi, vậy mà nói, nguyên thiên đế là sẽ không dễ dàng hiện thân, nếu không, hắn trên đời gian lưu lại quá nhiều dấu vết, thì sẽ đưa đến hồn thiên đế hồi phục. Bất quá lúc này, hắn nhưng là tự mình hạ xuống, xuất hiện ở diệp thần trước mắt, thở dài một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, xin lỗi, vừa thấy mặt, nguyên thiên đế lại là mở miệng nói xin lỗi ta nói muốn che chở các ngươi luân hồ trận doanh nhưng để cho người ngươi chịu đựng mục nát kiếm tổn thương là ta bất lực diệp thần vội vàng nói tiền bối không nên tự trách vậy cũng không trách ngươi được hắn biết chuyện này là dạ hàn ám thiên đế mạnh thiên tàn đám người âm mưu ước chừng hao phí triệu hoàng kim nguyên ngọc lấy này làm giá che đậy thiên cơ né tránh nguyên thiên đế thấy rõ cuối cùng thương tổn tới kỳ tư thanh hơn nữa Nguyên thiên đế nói muốn hộ đạo, diệp thần vậy không thật đần độn làm chân lý, luân hồi trận doanh chân chính hộ đạo giả, chỉ có nhâm phi phàm, nguyên thiên đế có quá nhiều tính toán, hắn không phải diệp thần bạn thân thân bằng, có thể tín nhiệm, nhưng không thể tuyệt đối tín nhiệm, tóm lại, chuyện này là ta sơ suất trong việc giám sát, ta trách nhiệm trọng đại, tư thanh cô nương đạo tâm bị long đong, cái này quần ngọc tiên trì, có thể giải quyết, ta liền đưa cho ngươi, nguyên thiên đế giọng vẫn là mang sâu đậm tự trách bàn tay duỗi một cái sử dụng một kiện pháp bảo lại là một hoàng hồ tiên ao nước hòa hợp như ngọc không mang theo chút nào mài mòn linh khí đặc biệt đậm đà diệp thần một mắt dưới liền nhận ra cả kinh nói đây là quần ngọc tiên trì tiền bối tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi diệp thần nhớ quần ngọc tiên trì là ở tam vĩ phong gian mộng trong tay hiện tại nhưng xuất hiện ở nguyên thiên đế trong tay nguyên thiên đế nói là tam vĩ đưa cho ta Diệp thần ngạc nhiên nói, nàng chịu đem chân quý như vậy pháp bảo, bỗng dừng đưa cho ngươi, nguyên thiên đế nói, cũng không phải vô duyên vô cớ, nàng trước đây không lâu tới hỏi ta, chữ tình giải thích sao, nàng nói nàng cần một cái hải đăng, phòng ngừa đạo tâm bị lạc, chữ tình là mấu chốt. Ta nói cho nàng đáp án, nàng ban đầu đi tìm thiên nữ là vô dụng, thiên nữ không phải nàng hải đăng, ta cho nàng chỉ một con đường sáng, nàng đối với ta đáp án, coi như hài lòng, liền đem cái này quần ngọc tiên chỉ đưa cho ta coi là báo đáp diệp thần lại là tò mò nói tiền bối vậy chữ tình giải thích sao ai mới là tam vĩ chân chính hải đăng diệp thần thật ra thì theo bản năng cho là mình nhưng cũng không có bắt được bất kỳ nhân quả liên lạc muốn đến tam vĩ hải đăng cũng không phải là hắn vậy thì là ai liền hắn và thiên nữ đều không tư cách đảm nhiệm hải đăng cái này thế gian còn có thể là ai nguyên thiên đế ý sâu dài cười một tiếng nói cái vấn đề này người sau này sẽ biết đáp án. Tóm lại, cái này quần ngọc tiên trì, người trước thu cất đi, có thể giúp tư thanh cô nương, giải quyết đạo tâm bị long đong khốn khổ, còn như giả dạ hàn và ám thiên đế các người, thật làm ta nguyên thiên đế dễ khi dễ, ta là không tiện ra tay, nhưng ta sẽ cắt cử chân lý gặp mặt mộ cung người ra tay trả thù, nói xong lời cuối cùng, nguyên thiên đế giọng lộ ra lạnh lùng sát khí, như nổi giận quân vương, muốn chảy máu ngàn vạn dặm, sơn hà lật, diệp thần cũng là cảm thấy sâu đậm dùng mình xem ra lần này ám thiên đế và giả hàn các người coi như là hoàn toàn chọc giận nguyên thiên đế đây cũng là chuyện tốt nguyên thiên đế chịu ra tay cũng có thể thuận tiện giúp luân hồi trận doanh giải quyết ẩn bên trong kẻ địch diệp thần nhìn vậy quần ngọc tiên trì cũng không có nhận lấy mà chỉ nói tiền bối vẫn là làm phiền ngươi tự mình giao cho tư thanh ta không tiện đi không không lúc nào không diệp thần sợ mình nhận lấy quần ngọc tiên trì lại nhờ người đưa lên nói có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn vẫn là để cho nguyên thiên đế, tự tay đưa đến kỷ tư thanh trong tay, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nguyên thiên đế gật gật đầu nói, cũng có thể, ta lại truyền cho ngươi một môn võ đạo, coi là bồi thường. Vừa nói, hắn thu hồi quần ngọc tiên trì, lại sử dụng một chi võ đạo ngọc giản, trên ngọc giản khắc, thiên chết, yểu quyền, ba chữ, có bá đạo cuồng bạo uy thế, mơ hồ từ trong đó tràn ngập ra, diệp thần vội nói, có quần ngọc tiên trì bồi thường, đã đủ rồi. Nguyên thiên đế cười khổ nói, không phải, luân hồi chi chủ, ta là muốn nói cho ngươi, ta sắp muốn bế quan, sợ rằng không thể lại vì ngươi hộ đạo, diệp thần sửng sốt một chút, nói, tiền bối, ngươi muốn bế quan, nguyên thiên đế nói, đúng vậy, chết đi trí nhớ đang công kích ta, rất nhiều không rõ tội nghiệt, cũng lật tuôn ra ngoài, ta cần bế quan điều tức, nếu không tội nghiệt ăn mòn, ta có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, diệp thần ngạc nhiên, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, nguyên thiên đế thở dài nói năm đó ta từng đánh vào tinh không bờ bên kia khiến cho đại lộ sụp đổ quy luật hỗn loạn chư thiên rơi vào mặt pháp thời đại thiên tai hạ xuống hàng tỷ triệu sinh linh bởi vì ta mà chết ta tội nghiệt sâu nặng ta đem tương quan trí nhớ toàn bộ tiêu diệt để trốn tội nghiệt tâm ma nhưng gần đây mấy ngày này có thể là ta ra tay số lần quá nhiều xúc động đại lộ bị ta giết chết trí nhớ lần nữa hồi phục các loại không rõ tội nghiệt cũng tuôn ra ngoài mang cho ta cực lớn thống khổ Nguyên thiên đế nói những lời này thời điểm, tựa như vậy xúc động cổ xưa thiên cơ năm tháng, đã từng mặt pháp thời đại cảnh tượng thê thảm, từng bức họa, ở diệp thần trước mắt lướt qua, hắn thấy được từng cái thế giới, từng cái thời không, từng cái vũ trụ lớn, đang mãnh liệt hắc ám thiên tai hạ, toàn bộ tiêu diệt, chết đi sinh linh, chủng tộc, không biết có nhiều ít, vô số bi thảm gào khóc tiếng, xông vào diệp thần trong lỗ tai, thiếu chút nữa để cho hắn hỏng mất, thua thiệt được hắn võ tổ đạo tâm bền bỉ nếu không sợ rằng phải gây gâu, cái này còn chỉ là hắn lơ đãng cảm nhận thiên cơ hình ảnh, chỉ bắt được một chút đi qua nhân quả. Mà nguyên thiên đế, nhưng thuộc về những thứ này thảm thiết hình ảnh trung tâm vòng xoáy, hắn cũng là năm đó vậy trận mạt pháp tài biến người đầu tiêu, tội nghiệt chân thực quá sâu nặng, quá sâu nặng, cái này thế gian, không có so với cái này tội nghiệt, còn muốn sâu nặng tồn tại, nguyên thiên đế thừa nhận áp lực cùng thống khổ, có thể tưởng tượng được, tiền bối, ngươi muốn bế quan bao lâu, Diệp thần hỏi. Ta cũng không biết, xin lỗi, Luân hồi chi chủ, vốn là đáp ứng bảo vệ ngươi luân hồi trận danh nửa năm, nhưng hiện tại chỉ có thể bị buộc ngừng, ngày này chết yểu quyền coi là ta đưa cho ngươi nhận lỗi, môn quyền pháp này là ta năm đó đánh vào tinh không bờ bên kia, từ bờ bên kia trên thế giới rớt xuống quyền pháp, uy lực vô cùng lợi hại, tựa hồ vẫn là mở ra một cái bí tàng mấu chốt, ta suy tính đến, cái này chư thiên bên trong tồn tại một cái bí tàng, bị tầng tầng cấm chế phong ấn mà đây thiên chết yểu quyền chính là đánh vỡ cấm chế phong ấn biện pháp duy nhất thế nhưng bí tàng là cái gì ta không biết hẳn liên quan đến tinh không trung cực cùng đại lộ khởi nguyên bí ẩn ngươi sau này hẳn biết gặp phải ta từng cầm môn quyền pháp này giao cho võ tổ nhưng dùng võ tổ thiên phú hắn đều không thể lĩnh ngộ ta nghĩ ngươi thiên phú siêu tuyệt có lẽ có thể luyện thành môn quyền pháp này nguyên thiên đế đem quyền kia pháp ngọc giản giao cho diệp thần diệp thần kinh hãi nói liền ta võ tổ sư tôn đều không thể lĩnh ngộ sao, hắn nhận lấy ngọc giản, tinh thần đảo qua coi, liền cảm thấy trong ngọc giản ghi lại thiên chết yểu quyền, đích xác là bá đạo huy mãnh, bác đại tinh thâm, có chết yểu diệt thiên địa, xuyên qua tinh không thần uy, nhưng nói nếu là có biết bao phức tạp nói, không hề gặp được, chỉ ít, diệp thần sơ lược quét nhìn một lần, cảm giác mình vẫn có thể lĩnh ngộ, nguyên thiên đế nói, đúng vậy, người có thể lĩnh ngộ, diệp thần trần chờ một tí, vẫn là gật đầu nói, cũng có thể không tính là quá phức tạp nguyên thiên đế cười khổ một tí lại là thở dài nói không phải là không phức tạp ngày này chết yểu quyền và thiên đấu đại đồ kiếm vậy phức tạp chỉ là ngươi đoạn thời gian này cơ duyên phong phú đột nhiên tăng mạnh thiên phú năng lực vậy đi theo tiến bộ cho nên cho dù là thiên chết yểu quyền thâm ảo như vậy quyền pháp ngươi cũng có thể xem hiểu diệp thần kinh nghi bất định nói phải không hắn nhưng là không nghĩ tới ngày này chết yểu quyền tu luyện độ khó là cùng thiên đấu đại đồ kiếm vậy, mà mình, nhưng là có thể ung dung lĩnh ngộ, nguyên lai like mình thiên phú năng lực, lại có thể tiến bộ đến loại này, Nguyên Thiên Đế nói, người thiên phú, quả nhiên là chư thiên đệ nhất tồn tại, tương lai thành tựu, vậy nhất định có thể vượt qua ta và hồn thiên đế. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế giọng nói lại mang vẻ ngưng trọng, hỏi, đúng rồi, ngươi còn nhớ Cửu Thiên Phục Long ấn sao?" Diệp Thần nói, "Tự nhiên nhớ, vậy Cửu Thiên Phục Long ấn" đã từng là thế giới hiện thật thứ nhất người luyện thú, Văn Thiên Đại Sư Pháp bảo, cũng là thập đại cổ thần khí một trong, có cực kỳ lợi hại trấn áp thần uy, thậm chí đủ để trấn áp đuôi thú, chỉ là, ở Văn Thiên Đại Sư sau khi chết, vậy Pháp bảo vậy hóa thành nguyên thủy nguyên khí, quy về khư thiên địa, hiện tại nguyên thiên đế nói tới, chẳng lẽ nói, Pháp bảo này lại muốn lần nữa xuất thế liền sao, quả nhiên, lại nghe nguyên thiên đế nói, ta bắt được thiên cơ, gần đây đoạn thời gian này, cửu thiên phục long ấn có thể phải lần nữa xuất thế, đó là mục giã gia tộc đã từng là chấn tộc bảo, cùng tinh không bờ bên kia có liên hệ cực lớn, ngươi nếu như có cơ hội, nhất định phải cướp được tay, nếu bị người khác đoạt đi, vậy thì nguy hiểm, diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, mục giã gia tộc, tinh không bờ bên kia, cái này cửu thiên phục long ấn sau lưng, lại có to lớn như vậy nhân quả, nguyên thiên đế nói, đúng vậy, người chắc biết, mục giã gia tộc truyền thuyết chứ bọn họ từng là tinh không thần tộc bốn thị tộc lớn một trong, sau đó bị thần anh thụ xuống anh chủng thế gia tiêu diệt. Từ đây tinh không thần tộc, chỉ có ba cái thị tộc, mục gia gia tộc trấn tộc bảo, vậy từ trên tinh không rơi xuống, chính là cái này cửu thiên phục lòng ấn, diệp thần gật đầu một cái, anh chủng thế gia cùng mục giã gia tộc đi qua, hắn đã nghe khiếu tình vân nói qua, anh chủng thế gia gia chủ, chính là thế gian hệ hỏa phép tắc tổ nguyên, sáng lập ngọn lửa vĩ đại tồn tại, được gọi là viêm thiên đế thực lực vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, lấy sức một mình, tiêu diệt mục giã gia tộc mấy chục triệu người, đắp hài cốt, đúc thành thái nhất âm dương bàn, tập 4777, chỉ là diệp thần không nghĩ tới, lúc đầu cử thiên phục long ấn, lại là đã từng mục giã gia tộc chấn tộc bảo, nếu như cử thiên phục long ấn xuất thế, ngươi nhất định phải đi cướp lấy, không thể bỏ qua, nguyên thiên đế lần nữa dặn dò, ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở, diệp thần trịnh trọng kêu, ừ chờ ngươi sau này bước vào tinh không bờ bên kia vậy nhớ mang ta theo nguyên thiên đế lại nói hắn lúc này khắp nơi cùng diệp thần giao hảo nhưng thật ra là nhìn chúng diệp thần tiềm chất hắn biết mình cả đời này là không thể nào bước vào tinh không bờ bên kia hắn đã từng đánh vào qua nhưng thảm thiết thất bại hắn rất rõ ràng muốn đi tinh không bờ bên kia có bao nhiêu khó khăn hiện tại hắn đem hy vọng duy nhất ký thác vào diệp thần trên mình chỉ hy vọng diệp thần đến bờ bên kia sau đó có thể mang thêm hắn hắn cũng có thể chết cũng không tiếc diệp thần cười khổ một tí nói tiền bối bây giờ nói những thứ này quá xa vời nguyên thiên đế nói không không rất xa chờ ngươi giải quyết thực tế nhân quả lại bước vào không không lúc nào không xem nhâm phi phàm như vậy một bước lên trời thành thiên đế chủ thần khoảng cách tinh không bờ bên kia cũng chỉ có một bước xa mà thôi rất nhanh diệp thần vẫn là cười khổ nói hy vọng đi nguyên thiên đế nói vậy ta đi trước chúc người may mắn. Cáo từ rời đi, Diệp thần thấy Nguyên Thiên Đế rời đi, tâm thần có chút hoảng hốt, mơ hồ tới giữa, hắn tự hồ vậy cảm giác được, truyền thuyết kia ở giữa tinh không bờ bên kia, trên tinh không, đại lộ cuối cùng thế giới, tựa như thật xúc tu có thể đụng vậy, lắc đầu một cái, Diệp thần thu liễm lại tạp niệm của nội tâm, tính hạ tâm lai, ngồi xếp bằng ngồi vững. Cảm ngộ nguyên thiên đế đưa cho hắn thiên chết yểu quyền, cửa này thiên chết yểu quyền, chiêu thức bá đạo, khí thế hùng hồn, có nghiền bạo thiên địa tinh không, tan biến đại đạo uy nghiêm vô thượng, so với giống vậy 33 thiên thần thuật, không biết lợi hại hơn nhiều ít, Diệp Thần cũng không nhịn được xúc động, không hổ là từ tinh không bờ bên kia rớt xuống đồ, quả nhiên là lợi hại, ở cảm ngộ tu luyện một đêm sau đó, Diệp Thần liền đem thiên chết, yểu quyền tất cả bí ẩn, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, ánh nắng sáng sớm, chiếu vào trong phòng tu luyện, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Thần khí dâng trào, giống như có sải không hết lực lượng diệp thần vừa lúc đó một đạo trầm hậu thanh âm chuyển tới diệp thần trong lỗ tai là nhâm phi phàm thanh âm thiên quân phong thần trên bia rốt cuộc chuyển đến đáp lại nhâm tiền bối diệp thần nghe được nhâm phi phàm thanh âm trong lòng vui mừng nhâm phi phàm ừ một tiếng nói ngày hôm qua nguyên thiên đế đã đem quần ngọc tiên chỉ đưa tới tư thanh cô nương không sao thanh nghiêu cổ tôn chỗ ở giết hại thời không đã bị ta ra tay chém chết nhưng hắn tự mình coi tình hình cực nhanh đã chạy thoát thân đi nhờ cậy gia hàn chân lý gặp mặt mộ cung bên kia có sứ giả hạ xuống muốn cùng chúng ta luân hồi trận danh liên thủ đối phó gia hàn ám thiên đế tử thần giáo đoàn cổ tinh môn nhóm thế lực ha ha xem ra lần này bọn họ là thật chọc giận nguyên thiên đế diệp thần đại hỷ nói có thật không vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa một ngày ngắn ngủi này thời gian không không lúc nào không bên kia đã có kinh thiên gợn sóng bùng nổ, rồi sau đó hết thảy lại lắng xuống, kỳ tư thanh ở quần Ngọc Tiên Trì phụ trợ, thoát khỏi đạo tâm bị lòng đong khốn khổ, sẽ không lại phản bội diệp thần, thanh nghiêu cổ tôn gặp phải cự đả kích lớn, lãnh địa bị nhâm phi phàm chém chết, tự thân chạy trốn, nguyên thiên đế báo thù lửa giận, cũng đã dấy lên, dưới quyền chân lý gặp mặt mộ cung thế lực điều động, chuẩn bị cùng luân hồi trận doanh hợp tác, diệp thần có thể cảm giác được, hiện tại toàn bộ không không lúc nào không đều là dòng nước ngầm mãnh liệt mưa gió quỷ quyệt nhâm phi phàm suy tính chốc lát vẫn là nói diệp thần luân hồi trận danh cần ngươi ngươi nhanh đi không không lúc nào không không có ngươi luân hồi trận danh không có người đáng tin cậy khí vận nội tình cuối cùng là kém một chút đối mặt cổ tinh môn phong gian gia tộc tử thần giáo đoàn đà đế thiên tông vân vân rất nhiều cường địch sợ rằng một cây chẳng chống vững nhà diệp thần sửng sốt một tí nói nhâm tiền bối ngươi muốn ta đi không không lúc nào không Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, chúng ta cũng chờ đợi ngươi, ngươi hôm nay, vậy có đầy đủ mạnh lớn thực lực, chỉ cần bước vào không không lúc nào không, chúng ta có thể giúp ngươi nhanh chóng bước lên thần, còn như thế giới hiện thật, ngươi kẻ địch, chỉ còn lại vũ hoàng cổ đế và đạo đức thiên tôn hai cái, chỉ cần ngươi bước lên thần, hoàn toàn có thể lấy nghịch thiên dung mạo, lại hạ xuống hồng trần, giết bọn họ, Nhâm Phi Phàm ý tưởng, là để cho diệp thần giành trước thần, lại tiếp tục giết vũ hoàng cổ đế, Diệp thần mắt đồng co giúp một cái, nhâm phi phàm nói phương pháp, bề ngoài có thể được, nhưng ở sau lưng, hắn nhưng bắt được to lớn tai họa ngầm, lắc lắc đầu nói, nhâm tiền bối, không được, ta chỉ là thiên huyền cảnh, nếu như phải đi không không lúc nào không, chỉ có thể vượt biên đi, không độ kiếp phi thăng, không đi qua trôi luyện, căn cơ quá yếu ớt. Nhâm phi phàm nói, ngươi luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, không cần sợ căn cơ yếu ớt, có thể chờ sau này tu vi đến, lại độ kiếp cũng không muộn, liền như ngươi ban đầu vượt biên tiến vào thái thượng thế giới như nhau cũng là sau đó mới độ kiếp trở thành thượng vị giả bất quá ở bước vào không không lúc nào chưa từng có người tốt nhất trước đi một chuyến tử hoàng tiên cung đoạt lại thuộc về ngươi mồi lửa và thiên bia nếu không ta sợ ngươi lên trời thành thần sau đó đạo đức thiên tôn nội tâm sợ hãi đem những thứ này toàn bộ giao cho hồng quân lão tổ vậy thì thật to không ổn diệp thần trong lòng rét một cái trong đầu nghĩ mồi lửa và thiên bia đích xác là không thể đợi thêm nữa nhất định phải mau sớm đoạt lại dẫu sao đạo đức thiên tôn sau lưng còn có một cái hồng quân lão tổ một khi mồi lửa và thiên bia rơi vào hồng quân lão tổ trong tay vậy diệp thần còn muốn đoạt lại cơ hồ không có bất kỳ khả năng phải biết hồng quân lão tổ nhưng mà thiên đế bảng trước ba tồn tại muốn từ trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp đơn giản là nói vớ vẩn diệp thần nói nhâm tiền bối ta đi liền từ hoàng tiên cung một chuyến lấy lại mồi lửa và thiên bia, nhưng còn như muốn không muốn đi không không lúc nào không, ta còn cần thận trọng cân nhắc, mồi lửa là từ thiên hỏa mệnh tinh lưu truyền ra đồ, thiên bia lại là góp đủ 10 khối luân hồi huyền bi chỗ mấu chốt, cũng không cho sơ thất, nhâm phi phàm thở dài nói, được rồi, ta tôn trọng ngươi ý kiến, ta sẽ ở không không lúc nào không chờ ngươi, dứt lời, nhâm phi phàm thanh âm cùng ý chí, liền dần dần không nhìn thấy đi xuống. Thiên quân phong thần bia cũng mất động tĩnh, diệp thần trong đầu nghĩ, ta trước trần áp đạo đức thiên tôn, đoạt lại mồi lửa cùng thiên bia, lại đi tiêu diệt vũ hoàng cổ đế, giải quyết thực tế nhân quả, cuối cùng lại đi không không lúc nào không cũng không muộn. Nếu là đi trước không không lúc nào không, thời không vách đá cách trở, sơn thủy vạn nặng, còn muốn hạ xuống hồng trần giết người, nơi nào có như thế dễ dàng, nếu là thật có như thế dễ dàng, ta sớm bị cốt thiên đế, thiên khải trí tôn, ma nữ bọn họ giết chết, diệp thần có chính hắn tính toán lại không chịu tùy tiện vượt biên đi không không lúc nào không hắn sửa sang lại một tí suy nghĩ chính là một mình lên đường trực tiếp một mình lướt đi từ hoàng tiên cung hắn cũng không có mang người bất kỳ bởi vì phất cờ giống chống nói khẳng định kích động thiên cơ phải bị đạo đức thiên tôn phát hiện nếu là đạo đức thiên tôn phát hiện trước thời hạn có nghiêm mật phòng bị vậy đối với diệp thần rất bất lợi ngược lại không như một mình xông giết diệp thần tin tưởng lấy mình thực lực chấn áp tử hoàng tiên cung vậy không là chuyện không thể nào, phải biết, hắn hiện tại phần lớn mặt trái trạng thái, cũng thông qua thái nhất âm dương bàn, chuyển gà cho thanh liên phân thân, tự thân là cả người ung dung, trạng thái tốt vô cùng, có thể đạo đức thiên tôn, cũng không nghĩ tới, diệp thần sẽ khôi phục được nhanh như vậy, suy rồi, diệp thần biến dạng hư không, hạ xuống đến tử hoàng tiên cung địa giới trên, hắn từ trời cao bên trong, nhìn xuống tử hoàng tiên cung sơn môn, liền thấy phần lớn sơn môn kiến trúc đều đã từ hắc ám tai biến trong phế tích, khôi phục như cũ, lại khôi phục năm xưa tiên khí trôi giạt, thủy quang hòa hợp đại khí tượng, trước đó hắc ám tai biến, tuy là bị diệp thần giải quyết, nhưng bởi vì phát sinh ở từ hoàng tiên cung địa giới trên, cho nên được lợi lớn nhất người, ngược lại là đạo đức thiên tôn, tay này khoác thiên nghiêng đại công đức, căn bản rơi vào đạo đức thiên tôn trong tay, diệp thần phỏng đoán, không bao lâu, đạo đức thiên tôn cũng có thể bước lên thần, đến lúc đó hắn còn muốn đoạt lại mồi lửa và thiên bia đem sẽ đặc biệt khó khăn hắn ngày hôm nay hạ xuống thời gian điểm thẻ được vừa đúng lúc đạo đức thiên tôn vẫn là một cái bán thần lấy diệp thần thực lực cho dù đối phương dựa vào địa mạch hắn vậy đủ để áp chế đạo đức thiên tôn cút ra đây đi diệp thần người ở tử hoàng tiên cung sơn môn bầu trời quát to một tiếng như sấm vậy cuồn cuộn tuôn ra chấn động thiên địa càn khôn toàn bộ tử hoàng tiên cung rất nhiều võ giả đều là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời khi thấy diệp thần thân ảnh to lớn còn có tóe ra hừng hực luân hồi kim quang tất cả mọi người đều chấn động chỉ nghĩ lúc đó diệp thần tham gia tử hoàng tiên cung cử hành thái thượng công đức chiến thời điểm đó hắn thực lực còn đặc biệt yếu ớt hoàn toàn không thể cùng đạo đức thiên tôn so sánh nhưng hiện tại diệp thần đã là vô địch tồn tại cái này thế gian có thể cùng diệp thần chống lại có lẽ cũng chỉ có bước lên thần sau vũ hoàng cổ đế còn như đạo đức thiên tôn, chỉ là một bán thần, làm sao cùng diệp thần chống lại, ở diệp thần thanh âm truyền ra sau đó, đạo đức thiên tôn mang mấy trưởng lão, phi thân đi ra, khi thấy diệp thần bóng người, chỉ có một thân một mình, bọn họ đều ngây dại, diệp thần, chỉ có một mình ngươi sao, đạo đức thiên tôn gương mặt run lên, không dám tin tưởng, diệp thần con ngươi đông lại một cái, nói, đúng vậy, muốn trần áp các ngươi tử hoàng tiên cung, ta một người đủ rồi. Hồng quân lão tổ mới vừa trợ lực vũ hoàng cổ đế bước lên thần, hẳn không năng lực sẽ giúp các ngươi chứ, không có hồng quân lão tổ trợ lực, các ngươi tử hoàng tiên cung, lấy cái gì cùng ta đánh, nghe diệp thần lần này cuồng ngông giọng điệu bá đạo, đạo đức thiên tôn và vậy mấy trưởng lão, còn có phía dưới rất nhiều các đệ tử, đều là chấn động, nơi này chính là tử hoàng tiên cung địa bàn, vô số kỷ nguyên tới nay, cho tới bây giờ không có ai, dám ở chỗ này càn rỡ, một cái trưởng lão không nhịn được, động thân đi ra, quát lên, càn rỡ. Tiểu tử, người có biết hay không, phốc xích, trưởng lão kia lời còn chưa nói hết, diệp thần một cái ánh mắt quét qua, hắn thân thể lại đột nhiên bạo diệt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu tươi tung tóe diệp thần cũng không có dùng quyết tử ma nhãn, hiện tại hắn ánh mắt còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn, là không chịu nổi ma nhãn sử dụng giá cao, hắn là dựa vào luân hồi huyết mạch bản thân uy áp, một cái ánh mắt, liền đem vậy có vô lượng cảnh hậu kỳ thực lực trưởng lão, trực tiếp nghiền nổ, thấy một màn này, toàn trường tất cả từ Hoàng Tiên cung đệ tử, đều là xôn xao, một phiến chấn động chỉ, run lẩy bẩy, coi như là đạo đức thiên tôn cái này cái bán thần, cũng không khả năng dùng một cái ánh mắt, liền tiêu diệt vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng diệp thần, nhưng là có thể làm được dễ dàng, thủ đoạn này, đã nghịch thiên, đạo đức thiên tôn, cây đuốc loại và thiên bia giao ra đi, ta xem ở yêu cơ mặt mũi, sẽ không đả thương ngươi, ngươi cầm thuộc về đồ ta, quy về trả cho ta sau này ngươi chính là ta luân hồi trận doanh chỗ thượng khách, mọi người vẫn là bằng hữu, Diệp thần giọng lại hoãn hòa một chút tới, khuyên, đạo đức thiên tôn ngũ quan vạn vẹo, vui vẻ cười to, nói, Diệp thần, ngươi vô địch, vài ba lời, vừa muốn đem mạng của ta tử đều lấy đi, nơi nào có như thế dễ dàng, ở ta tử hoàng tiên cung địa giới trên, ngươi coi như lại không địch, vậy không tư cách càn rỡ, tiếng nói rơi xuống, đạo đức thiên tôn cả người khí lưu nổ, bán thần khí thế, phóng lên cao mơ hồ cùng đại lộ đồng tình trí cao đại lộ rủ xuống hạ từng cái quy luật thác nước cuồn cuộn như sao sông thủy quang vạn nặng tuy là bán thần quy luật nhưng nơi lộ ra uy áp lại có thể không kém gì chân thần điều này hiển nhiên là bởi vì là đạo đức thiên tôn có địa mạch gia trì coi như chỉ là bán thần bộc phát ra thực lực vậy cùng chân thần kém không nhiều tím hoàng thiên kiếm chém đạo đức thiên tôn vung tay lên một đạo kiếm quang tiêu xạ nhi ra mang cuồng bạo mồi lửa uy áp, còn có tử hoàng tiên cung tích lũy vạn thế địa mạch năng lượng, hung hăng chém về phía diệp thần, diệp thần từ một kiếm này bên trong, cảm nhận được liền thần đạo cảnh lực lượng, ngang ngược vô cùng, bất quá, hắn không sợ chút nào, hắn dám một mình tới, tự nhiên là có nắm chắc tất thắng, đại mộ thần kiếm. Cho ta tiêu diệt, Diệp thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, tiện tay chính là một chiều đại mộ thần kiếm chém ra, cuồn cuộn thiên táng sát khí, như thác vải nghịch sông lên chỉ là một kiếm, liền đem đạo đức thiên tôn bạo chém mà đến kiếm quang, toàn bộ nghiền tiêu diệt, thậm chí, kinh khủng kia thiên táng kiếm khí, còn mang cường thịnh uy lực còn lại, tập sát hướng đạo đức thiên tôn tự mình, đạo đức thiên tôn mắt đồng co giúp lại, vội vàng lui về phía sau, lấy một cái khá là chật vật tư thái, mới khó khăn lắm tránh thoát diệp thần kiếm chém, tập 4778, chung quanh các trưởng lão, còn có phía dưới rất nhiều cường giả. Loạn thành một đoàn, mau mở bảo vệ đại trận, tất cả sát trận, toàn bộ mở, không cần để ý nguyên ngọc tiêu hao, ngày hôm nay phải tiêu diệt luân hồi chi chủ, ta tử hoàng tiên cung đạo thống, không thể hủy ở trong tay hắn, từng đạo thanh âm hỗn loạn, hỗn hợp vang lên, tất cả trưởng lão các hộ pháp, dối rít đi mở khải tất cả loại trận pháp, lại có người đem chăn nuôi nhiều năm tất cả loại thần thú, toàn bộ thả ra ngoài, còn có rất nhiều rất nhiều hơn bị niêm phong con dối, cũng khởi động đi ra, nếu như cho bọn họ đầy đủ chuẩn bị thời gian. Những thủ đoạn này có thể sẽ mang cho Diệp Thần không thiếu phiền toái, nhưng hiện tại, Diệp Thần là đột nhiên giết tới, Tử Hoàng Tiên Cung căn bản không có phòng bị, vội vàng tới giữa phản kích, coi như có thể tạo được hiệu quả, vậy cần thời gian, vào lúc này, Diệp Thần cũng có thể cầm Đạo Đức Thiên Tôn giết chết. Diệp Thần không cùng Tử Hoàng Tiên Cung phản kích, lập tức một kiếm hướng Đạo Đức Thiên Tôn tích đi, vẫn là Đại Mộ Thần kiếm, trên thân kiếm có bữa long hư ảnh quanh quẩn diệp thần đã mở ra thiên long nguyên thể và long đằng mệnh tinh siêu phàm lực lượng đang nổ đạo đức thiên tôn tuy là bán thần nhưng đối mặt diệp thần như vậy mãnh mãnh liệt một kiếm cũng không cách nào ngăn cản lật đật bên trong đành phải gọi ra thiên bia đang đích một tiếng mới khó khăn lắm ngăn trở diệp thần một kiếm hai người giao phong còn không mấy lần hợp diệp thần liền đem đạo đức thiên tôn lá bài tẩy ép đi ra hai người thực lực sai biệt lớn có thể gặp một ban gọi ra thiên bia đạo đức thiên tôn mới miễn cưỡng ổn định thế cục đây là đồ ta ngươi không tư cách chiếm đoạt diệp thần nhìn chằm chằm thiên bia có thể cảm thấy mình luân hồi huyết mạch kịch liệt sao động lên thậm chí viêm bia trần bia phong bi vân vân chín khối luân hồi huyền bi vậy toàn bộ nổi lên như tinh thần vậy vây quanh hắn thân thể cùng ngày trước bia đồng tình ngày trước bia là cuối cùng một khối luân hồi huyền bi là thuộc về diệp thần đồ chỉ cần có thể đoạt lại hắn luân hồi huyết mạch liền có thể khôi phục nguyên vẹn, suy rồi, diệp thần khu kiếm lại nhanh chém ra, chỉ muốn đánh tan đạo đức thiên tôn, đoạt lại thiên bia, đạo đức thiên tôn cảm giác sâu sắc áp lực, không nghĩ tới mình dựa vào tử hoàng tiên cung đia mạch khí vận, thậm chí đã gọi ra thiên bia, đối mặt diệp thần kiếm, vẫn là cảm thấy cố hết sức, thiên bia hóa trận, tinh trận bao phủ, sắc, nguy cấp bên trong, đạo đức thiên tôn bóp một cái pháp quyết, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào thiên trên bia mặt hắn cũng không thể nắm trong tay thiên bia, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, cũng có thể điều động chút lực lượng, ông một tiếng, thiên bia kịch liệt chấn động đứng lên, mơ hồ nổi lên một đạo ngôi sao đồ đăng. Vậy đạo tinh thần, chính là luân hồi thất tinh bên trong, nhất là vĩ đại, thần bí nhất, nhất là nóng rực thiên đế ra lệnh tinh, thiên đế ra lệnh tinh, thật ra thì liền núp ở thiên bia bên trong, lúc ban đầu thời điểm, thiên đế ra lệnh tinh tách thả ra trói lọi. Băng thần Vũ Lăng Hoa Đích gia tộc đạt được bồi bổ lột xác thành thiên đế gia tộc thiên đế gia tộc gia chủ vũ tháng cũng chính là vũ lăng hoa nương thân sáng lập cổ tinh môn bất kể là thiên đế gia tộc vẫn là cổ tinh môn đều là tại thiên đế mệnh tinh ban phúc ân huệ hạ mới đản sanh ra thế lực lúc này đạo đức thiên tôn tiêu hao tự thân máu tươi lại là từ thiên bia bên trong đào đào ra một chút thiên đế ra lệnh tinh trói lọi hóa thành một cái to lớn tinh trận cái này tinh trận hàng tỷ tinh thần tô điểm mênh mông như vũ trụ lớn, có kinh thiên thần uy, mỗi một điểm tinh quang, đều mang trí cao thiên đế uy áp, làm người ta rung động, đó là thiên đế ra lệnh tinh lực lượng, đạo đức thiên tôn điều động ra lực lượng, có thể liền một phần tỷ cũng không có, nhưng bộc phát ra mãnh liệt uy thế, vậy đủ để đem một cái hạ vị thần giết chết, diệp thần bị tinh trận bao phủ, cảm thấy từng cơn áp lực, nhưng cũng không có nguy cơ sinh tử, vậy các loại ánh sao, xuyên qua tới, lại không có đối hắn thân thể tạo thành tổn thương chút nào ngược lại thành một cổ bổn nguyên năng lượng hội tụ nhập hắn trong đan điền cái gì đạo đức thiên tôn thấy một màn này tại chỗ sợ ngây người hắn vốn còn muốn lợi dụng thiên bia thiên đế ra lệnh tinh lực tính đem diệp thần giết chết nhưng nào nghĩ tới những ngày đó đế mệnh tinh lực lược, căn bản không thương tổn tới diệp thần ngược lại thành diệp thần chất dinh dưỡng ha 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 diệp thần vui vẻ cười to nói đạo đức thiên tôn người lão hổ bôi thiên bia và thiên đế ra lệnh tinh, đều là ta trong huyết mạch đồ, lại làm sao có thể thương tổn tới ta, ta nói, ngày này bia là ta, ngươi không tư cách chiếm đoạt. Diệp thần trong tiếng cười lớn, tay phải siêu phàm long khí dâng trào, hóa thành long trảo, chụp vào thiên bia, tay trái một quyền đánh ra, mang kinh thiên động địa bá đạo thần uy, chính là thiên chết yểu quyền, ngày này chết yểu quyền một giết ra, bầu trời ngay tức thì chết yểu diệt. Nguyên bản tử hoàng tiên cung sơn môn bầu trời, bầu trời xanh thẳm, lập tức toàn bộ nổ tung, không gian bể tan tành, nổi lên vô cùng hư không chảy loạn, ngày tận thế tài biến giống như một lần nữa hạ xuống, diệp thần quả đấm, uy lực thật là bạo diệt thiên địa, quá kinh khủng, cái này vô cùng một quyền, hung hăng đánh phía đạo đức thiên tôn đầu, đạo đức thiên tôn hoảng hốt, chỉ cảm thấy một quyền này, coi như là vũ hoàng cổ đế tới, cũng không thể chịu được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp thần lại có thể học biết liền như thế cường đại quyền Pháp, thiên địa chết, yểu diệt, hắn tử hoàng tiên cung địa mạch khí vận, cũng là tan vỡ, không cách nào lại là hắn cung cấp bất kỳ trợ lực, ở diệp thần một quyền này hạ, đạo đức thiên tôn hoàn toàn không cách nào phản kháng, thanh hồng thần tinh, cho ta ngăn trở, sống chết trước mắt, đạo đức thiên tôn sử dụng một ngôi sao, phía trên tràn ngập vận mệnh đại đạo hơi thở, màu xanh mang khí nhô lên, hóa thành thiên điều vạn điều cầu vồng, đặc biệt nguy nga, lại là vận mệnh thất tinh bên trong thanh hồng thần tinh. Diệp thần thấy viên này thanh hồng thần tinh, cũng là khá để ý bên ngoài, viên này thanh hồng thần tinh, hắn nhớ là ở vũ hoàng cổ đế trong tay, là hồng quân lão tổ ban thưởng tới đồ, muốn đến là vũ hoàng cổ đế bước lên thần thành công. Cho nên trả lại thanh hồng thần tinh, ngôi sao này liền rơi vào đạo đức thiên tôn trong tay, phịch, diệp thần thiên chết yểu quyền, hung hăng đánh vào thanh hồng thần tinh phía trên, đem viên tinh cầu này, cũng đánh được nứt ra, khí liều nổ, dựa vào thanh hồng thần tinh đạo đức thiên tôn miễn cưỡng ngăn trở diệp thần một quyền tránh được một kiếp mang thiên bia liên tiếp lui về phía sau hình dáng đã là vô cùng chật vật diệp thần tay một chảo liền đem thanh hồng thần tinh thu tới trong tay cười lạnh nói cái này thanh hồng thần tinh là một trong vận mệnh thất tinh cũng là ta luân hồi trận doanh đồ vừa vạn vật quy nguyên chủ hắn lập tức liền đem thanh hồng thần tinh thu đạo đức thiên tôn thấy một màn này chỉ khí được gương mặt vạn vẹo ngũ quan phát run nhưng vậy không thể làm gì, Diệp Thần dưới mắt thực lực quá kinh khủng, hắn đã hoàn toàn không phải địch thủ, đừng nói thanh hồng thần tinh, thậm chí liền mồi lửa và thiên bia, đều phải bị Diệp Thần đoạt trở về, toàn bộ tử hoàng tiên cung, tất cả đệ tử, hộ pháp, các trưởng lão, sắc mặt cũng là trắng được cùng giấy như nhau, hoàn toàn bị Diệp Thần thực lực rung động, tất cả mọi người đều ở run lây bẩy, Diệp Thần mới vừa thiên chết yểu quyền uy thế, cả ngày không mặt đất cũng có thể nghiền bạo. Còn có ai là địch thủ của hắn? Tất cả người, đều cảm thấy một cổ thấu xương bi thương cùng lạnh ý, ung ung, vừa lúc đó, bầu trời phương xa, nhưng là đột nhiên chuyển tới kinh người dị tượng, chỉ gặp chín con thần long, treo trên bầu trời bào hiếu, tới dương nanh múa vuốt, bùng nổ vạn nặng thần huy, ngàn tầng thủy hà, vô số kim quang tách thả ra, sáng đẹp nguy nga, cửu long treo trên bầu trời dưới, từng cây một long chảo quấn quanh, tựa hồ vây quanh một tôn ấn tỷ đó chính là trong truyền thuyết cửu thiên phục long ấn, thấy cái này cổ dị tượng, từ hoàng tiên cung mọi người đều kinh, đó là cái gì, là cổ thần khí, cửu thiên phục long ấn, đã quay về khư cửu thiên phục long ấn, hôm nay lần nữa xuất thế, trời ạ, à, cái này lần nữa xuất thế cửu thiên phục long ấn, hơi thở tựa hồ so với trước kia lợi hại hơn, mọi người thấy phương xa động trời khí tượng, cũng tào động, mơ hồ lại bắt được thiên cơ, cái này cửu thiên phục long ấn, tựa hồ là bọn họ duy nhất phá cuộc cơ hội là duy nhất giết ngược diệp thần hy vọng. Đạo đức thiên tôn vậy dòm ngó hôm nay cơ hội, cả người phát run, trong đầu nghĩ, cái này cửu thiên phục long ấn, nếu như ta lấy được, ta có thể lập tức bước lên thần, chờ ta thành chân thần, lại chấp trưởng cổ thần khí, nói không chừng có thể giết ngược thằng nhóc này, nghĩ như vậy. Đạo đức thiên tôn trong mắt cũng là lướt qua một chút vẻ hung ác, hướng tử hoàng tiên cung rất nhiều cường giả quát lên, cho ta ngăn lại hắn, dứt lời, đạo đức thiên tôn xoay người bay khỏi đi, hướng cửu thiên phục long ấn khí tượng phát ra phương hướng bay đi, diệp thần lấy làm kinh hãi, hắn sớm nghe nguyên thiên đế nói qua, cửu thiên phục long ấn sắp xuất thế, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền xuất hiện, càng để cho diệp thần cảm thấy kinh ngạc, là cửu thiên phục long ấn hơi thở, cùng so với trước kia, cường đại rất nhiều rất nhiều, vậy cổ cửu long huyền không uy thế, để cho hắn đều cảm thấy áp lực, nếu là để cho đạo đức thiên tôn, bắt được cửu thiên phục long ấn mà nói, diệp thần thì phiền toái rất có thể bị giết ngược, hủy diệt chi kiếm, giết, diệp thần ánh mắt run lên, nhìn đạo đức thiên tôn muốn chạy trốn bóng người, lập tức một kiếm cách không giết ra, cuồng loạn hủy diệt kiếm khí gió bão, hung hăng gào thét ra, bảo vệ trưởng giáo đại nhân, rất nhiều từ hoàng tiên cùng các võ giả, biết tình hình gay gắt, chỉ có chỉ hoãn ở diệp thần, là đạo đức thiên tôn tranh thủ thời gian, mới có một đường sinh cơ, rất nhiều võ giả, liều mạng phóng lên cao, cấu trúc người lớn tường, ngăn cản diệp thần kiếm khí, phốc xích phốc xích, phốc xích, diệp thần hủy diệt kiếm khí gió bão nghiền đi giết, kiếm khí chảy loạn ngang dọc, đem từng đạo thân thể con người, toàn bộ vạn cắt được máu thịt mô hồ, không biết giết bao nhiêu người, nhưng, càng nhiều người hơn, vỏ tới, liều mạng che chở đạo đức thiên tôn rời đi, diệp thần kiếm khí ngang dọc, giết lung tung loạn chém, vô số thi thể từ không trung đánh mất, mưa máu nhiễm đỏ toàn bộ từ hoàng tiên cung sơn môn, đáng chết. Diệp thần khẽ cắn răng, nhưng gặp ở vô số tử hoàng tiên cung võ giả liều mạng dưới sự che chở đạo đức thiên tôn vẫn là đã đi xa không gặp bóng dáng diệp thần thấy vậy cửu long huyền không khí tượng biết đạo đức thiên tôn nhất định là cướp đoạt cửu thiên phục long ấn cái này cửu thiên phục long ấn cũng không thể rơi vào bên ngoài trong tay người ta nhất định phải cướp lấy diệp thần nghĩ thầm cũng không đoái hoài được tiêu diệt tử hoàng tiên cung vậy trực tiếp hướng cửu thiên phục long ấn khí tượng phát ra phương hướng cấp tốc phá không bay đi Nguyên thiên đế cùng hắn nói qua, cái này cửu thiên phục long ấn sau lưng, có tinh không bờ bên kia nhân quả, là ngày xưa mục giã gia tộc trấn tộc bảo, chân quý như vậy cơ duyên, diệp thần tự nhiên muốn đoạt lấy, hơn nữa, hắn thiên đế linh khiếp bên trong, còn phong ấn một đầu bán vĩ, từ đầu đến cuối không có thuần phục, nếu như có thể đạt được cửu thiên phục long ấn, diệp thần là có thể thuần phục bán vĩ, cùng vũ hoàng cổ đế xuất quan, hắn cùng quyết chiến, cũng có thể hơn một phần thành coi là cửu thiên phục long ấn khí tượng, là từ trên trời thiên phát ra, diệp thần lúc này đi thiên ngoại thiên, phá toái hư không, rất nhanh hạ xuống đến cửu thiên phục long ấn khí tượng nguyên địa, đó là một cái đặc biệt địa phương vắng vẻ, chung quanh bao phủ tầng tầng khói mù, tọa độ đặc biệt bí mật, nếu như không phải là bởi vì cửu thiên phục long ấn xuất thế, diệp thần căn bản không sẽ hạ xuống đến chỗ này, cái này mảnh đất giới, chu vi có mấy chục ngàn bên trong, người phần rộng lớn, địa giới lối vào, đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc, anh chủng thánh địa, bốn chữ, cái này phiến anh chủng thánh trong ruộng, trồng đầy cây anh đào, phi sắc hoa anh đào, theo gió tung bay, mùi thơm sông vào mũi, rất là xinh đẹp, ở nơi này phiến anh chủng thánh địa bên trong, vậy cuộc sống rất nhiều người, bọn họ quá bình tĩnh ngày, chỉ theo trước cửu thiên phục long ấn, ở chỗ này xuất thế, tất cả bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Thiên ngoại thiên và thái thượng thế giới, rất nhiều người thấy được thần khí xuất thế đại khí tượng, rối rít phong tỏa tọa độ, hạ xuống đến chỗ này, anh trùng thánh địa bên trong, rất nhiều thủ hộ giả cũng bay ra, canh giữ ở lối vào, nhưng là không cho người bất kỳ tiến vào, diệp thần thấy anh trùng thánh địa, bốn chữ, đầu ông ông tác hưởng, trong thoáng chốc bắt được thiên cơ, chỗ này. Là anh trùng thế gia hậu nhân lãnh địa, Diệp thần nội tâm chấn động, hắn sớm nghe khiếu tình vân nói qua, anh trùng thế gia truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới, lúc đầu ở thiên ngoại thiên bên trong, cũng có anh trùng thế gia hậu nhân, không cần thiết đã lâu, anh trùng thánh địa lối vào, đã có hơn ngàn cái võ giả tụ tập, đều là văn phòng tới, muốn cướp lấy Cửu Thiên Phục Long ấn cơ duyên người, ở nơi này bên trong, Diệp Thần còn thấy được vạn khư đệ tử bóng người, bất quá thật may, Diệp Thần là thói quen che giấu hơi thở, tạm thời còn không có bại lộ luân hồi thân phận, vậy không người lưu ý hắn, đều ở đây cùng anh trùng thánh địa canh phòng tranh chấp trước, các ngươi anh trùng thánh địa, lai lịch ra sao, làm sao một chút thiên cơ dấu vết, cũng bắt không tới tập 4779, bỏ mặc các ngươi lai lịch gì, cử thiên phục long ấn xuất thế, nay cùng thần khí, còn có thể người cư chi, các ngươi nghỉ muốn nuốt một mình, mau thả chúng ta đi vào, rất nhiều võ giả cãi vả trước, những cái kia anh chủng thánh địa canh phòng, khổ khổ khuyên ngăn trở, chỉ nói mình là đã sớm lánh đời ẩn cư thượng cổ gia tộc, không muốn giao thiệp với ngoại giới phân tranh, cũng không muốn bị người ngoài quấy dày, đám người bị ngăn cản, một ít cường đại võ giả, trực tiếp không để ý khuyên can cứng rắn vọt vào, anh chủng thánh địa canh phòng, đi liền đuổi theo, tình cảnh một phiến hỗn loạn, diệp thần ngắm nhìn bốn phía, không gặp có đạo đức thiên tôn bóng người, muốn đến đối phương đã sớm cứng rắn xông vào. Lấy đạo đức thiên tôn thực lực, hắn đi trước một bước, thì có thể nhanh chân giành trước, cướp được cửu thiên phục long ấn, vậy diệp thần cái gì cũng không có, diệp thần lập tức vậy dự định xông vào, lại nghe ông một tiếng, anh chủng thánh địa bên bờ, dâng lên một tầng cấm chế vòng bảo vệ tất cả muốn cứng rắn xông người đi vào, đụng vào trên vòng bảo vệ, kích động cấm chế, gặp phải từng cái sấm sét tích giết, tại chỗ liền hết thảm lên, những cái kia anh trùng thánh địa canh phòng, thấy cấm chế vòng bảo vệ mở, vậy là đặc biệt giật mình, hiển nhiên tầng này cấm chế, coi như là thánh địa lá bài tẩy vậy tồn tại, ngày thường tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng, các vị, xin ăn chớ nóng, lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ trong thánh địa truyền ra, chỉ gặp một cái cô gái đổ xanh khí chất cao nhã, tướng mạo tươi đẹp, thành thực rậm chân ra, gặp qua tiểu thư, rất nhiều canh phòng, lật đật hướng vậy cô gái đổ xanh thi lễ, cô gái đổ xanh mặt mang ôn hòa vẻ, hướng tại châu võ giả nói, tại hạ anh trùng điệp, là nơi đây thánh địa đứng đầu con gái, gặp qua chư vị, có võ giả không nhịn được nói, bỏ mặc ngươi là ai, nhanh chóng lăn, các ngươi cái gì anh trùng thánh địa, nếu là dám từ nuốt cửu thiên phục long ấn, ta vạn khư không tha cho các ngươi. Võ giả này là tới từ vạn khư, lại có giống vậy vạn khư xuất thân võ giả kêu lên, không sai, này cùng thần khí cơ duyên, chỉ có ta vạn khư thần điện, mới có tư cách chấp trưởng nhưng lại có người châm chọc nói, các ngươi vạn khư thần điện, còn phách lối chút gì, sợ rằng không bao lâu, sẽ bị luân hồi chi chủ xúc diệt chứ, người nói gì sao, mấy cái vạn khư võ giả tức giận, tình cảnh cũng nhanh mất khống chế, anh chủng điệp ôn ngôn nói, các vị không cần táo bạo như vậy, cử thiên phục long ấn này cùng cơ duyên đích xác là còn có thể người cư chi, ta anh chủng thánh địa sẽ không tư nuốt, nàng thanh âm ôn nhu, nhưng lại có một cổ cấp trên lực lượng, toàn trường lập tức liền an tĩnh lại. Anh chủng điệp liền nói tiếp, chỉ là, cử thiên phục long ấn ở ta anh chủng thánh địa ra đời, đây là ta anh chủng thế gia, tuyệt đối không có nghĩ tới, diệp thần trong đầu nghĩ, cử thiên phục long ấn là mục giã gia tộc trí bảo, năm đó mục giã gia tộc, lại bị anh chủng gia chủ viêm thiên đế tàn sát. Hôm nay cái này ấn tỳ hạ xuống ở chỗ này cũng là bởi vì quả sâu xa anh chủng điệp nói bởi vì ta thánh địa bên trong vùng cấm kỵ phong phú không thích hợp đối người bên ngoài mở cửa cho nên ta để cho các vị đi vào có thể nhưng các vị phải bảo đảm trừ vậy cửu long chi địa bên ngoài chỗ khác các người nhất luật không cho phép bước vào đám người trong đầu nghĩ yêu cầu này cũng không coi là quá đáng liền rối rít gật đầu nói phải anh chủng điệp lại nói ngoài ra muốn bước vào cửu long chi địa tranh đoạt cơ duyên người, tu được nộp trước năm viên thượng phẩm nguyên ngọc, dẫu sao các ngươi ở ta thánh trong ruộng, tranh đấu giết hại, chúng ta vậy rất là nhức đầu, hy vọng các vị thông cảm, năm viên thượng phẩm nguyên ngọc vào sân chi phí, vậy coi như hợp lý, dám hạ xuống, tranh đoạt cơ duyên, đều là đối tự thân thực lực, có nhất định tự tin người, cái này bút chi phí tự nhiên có thể xuất nổi, lập tức, đám người liền dối rít nộp nguyên ngọc, bước vào anh chủng thánh địa, đi vậy cửu long chi địa. Tranh đoạt cơ duyên, Diệp Thần biết nơi này là anh chủng thế gia địa phương, cho nên nếu như có thể an ổn tiến vào, cũng không muốn xúc phạm xông vào, lập tức liền thoáng biến đổi dung mạo, ẩn núp ở luân hồi hơi thở, miễn được kinh thế hãi tục, đàng hoàng xếp hàng đóng tiền tiến vào, còn như đạo đức thiên tôn, tuy đích xác là trước Diệp Thần một bước, nhưng cửu thiên phục long ấn, cuối cùng thuộc về ai, còn muốn xem tất cả khí vận của người, Diệp Thần đem năm viên nguyên ngọc giao cho anh chủng điệp trong tay liền muốn tiến vào, châm. Nhưng bỗng nhiên, anh chủng điệp gọi lại Diệp Thần, mắt đẹp lại thấm ra một chút lăng lệ chi ý, ở Diệp Thần trên mình quan sát, nói, ngươi là luân hồi chi chủ, Diệp Thần nghe được nàng điểm phá mình thân phận, ngược lại cũng mười phần bất ngờ, toàn trường các võ giả, cũng là xôn xao, ánh mắt rối rít nhìn về phía Diệp Thần, nếu như Diệp Thần phải ra tay, cướp đoạt cửu thiên phục Long Ấn mà nói, vậy bọn họ có thể tranh đoạt thành công cơ hội, vô hạn tiến gần tại Linh dẫu sao ai khí vận, cũng không cách nào cùng Diệp Thần so sánh, Diệp Thần còn không đáp lại. Vậy anh chủng điệp giọng đã nghiêm nghị, nói, nơi này không hoan nghênh ngươi, luân hồi chi chủ, mời ngươi rời đi, nàng lui về phía sau hai bước, mấy người lính gác sải bước tiến lên, hướng Diệp Thần là một mời rời đi động tác tay, hiển nhiên vậy không hoan nghênh Diệp Thần, Diệp Thần có vẻ nghi ngờ, hắn nhớ khiếu tình vân nói qua, anh chủng thế gia là tôn phụng luân hồi, gia chủ viêm thiên đế, đối luân hồi vậy tôn sùng chu toàn, làm sao hiện tại, anh chủng điệp nhưng muốn đổi người, diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như ta không đi đâu, cái này cửu thiên phục long ấn cơ duyên, coi như diệp thần không có được, đều không thể để cho đạo đức thiên tôn bắt được, nếu không, đạo đức thiên tôn dựa vào thần khí này, giết ngược hắn mà nói, vậy cũng thật to không ổn, anh chủng điệp lập lại, mời ngươi rời đi, diệp thần có thể cảm nhận được anh chủng điệp phòng bị, còn có chung quanh thủ vệ địch ý. Bọn họ đối mình cái này luân hồi chi chủ, thái độ có thể nói là tương đương không thân thiện diệp thần vốn định phát tác nhưng nhớ tới khiếu tinh vân cũng không muốn tổn thương anh chủng thế gia người liền hạ thấp tư thái giọng hòa hoãn nói anh chủng tiểu thư ta chỉ là đi vào tranh đoạt thần khí tuyệt sẽ không xúc phạm các người anh chủng thánh địa xin người hãy cho đi anh chủng điệp nghe nói như vậy lại nghĩ tới diệp thần đủ loại cường đại truyền thuyết nên cũng không dám thật quá mức cương quyết nếu không diệp thần làm khó dễ sợ rằng mấy hơi thở thời gian, liền có thể san bằng anh chủng thánh địa, giết sạch tất cả người. Cuối cùng, anh chủng điệp vậy thỏa hiệp, nói, ngươi đi vào có thể, nhưng trừ cửu long chi địa, chỗ khác, đều không thể đi, biết không, diệp thần nói, biết, đa tạ anh chủng tiểu thư châm trước, anh chủng điệp gật đầu một cái, liền nghiêng người nhường ra một con đường, để cho diệp thần tiến vào, diệp thần sãi bước bước vào. Xếp hạng hắn phía sau mấy cái vạn khư võ giả, chính là run lẩy bẩy, Hoàn toàn không dám tiến vào, quay đầu chạy, dẫu sao, bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ, hiện tại luân hồi cùng vạn khư quyết chiến sắp tới, nếu là diệp thần ra tay, bọn họ nhất định phải chết, nơi nào còn dám cùng diệp thần cướp đoạt cơ duyên, toàn bộ vạn khư, có tư cách cùng diệp thần tranh đoạt, chỉ có vũ hoàng cổ đế, nhưng, vũ hoàng cổ đế đang bế quan, lần này cử thiên phục long ấn cơ duyên tranh đoạt, chỉ có là diệp thần và đạo đức thiên tôn hai người, diệp thần bước vào anh chủng thánh địa đầu tiên thấy là một tòa thật to điêu xem đứng sửng ở thánh địa trên quảng trường đó là viêm thiên đế điêu xem vậy điêu giống điêu công hồn nhiên sẵn có thở mạnh đơn giản đem viêm thiên đế uy mãnh thô bạo điêu khắc được trông rất sống động diệp thần cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần chúng ta là trên trời chân thần vào các ngươi một cái nho nhỏ địa phương rách còn muốn nộp nguyên ngọc sao vừa lúc đó diệp thần nhưng là nghe được thánh địa lối vào chuyển đến cãi vả thanh âm diệp thần quay đầu vừa thấy nhưng thấy một nam một nữ, nam sừng trâu dài, tầm vóc tục tẳng cuồng dã, cả người bắp thịt như bằng sắt vậy nổi lên đi ra, giữa eo treo một cái lưới diều, trên cánh tay quấn đầy lông sù lông đen, lại là thanh như cổ tôn. Cô đó, thì người mặc đạm nhã thuần màu, sắc váy đầm dài, tà áo theo gió tung bay, tóc dài xõa vai, tóc xanh như suối, sắc mặt xinh đẹp, nhưng là tam vĩ phong gian mộng, phong gian mộng khí chất, so với trước kia lại thanh thuần đạm nhã liền một ít, ở trên người nàng đã không nhìn ra chút nào đuôi thú không rõ hơi thở, chỉ có tinh khiết gái trinh phong nhã, nàng yểu điệu thân thể, cùng thanh nghiêu cổ tôn đứng chung một chỗ, tương phản lớn vô cùng, phá lệ hấp dẫn người con ngươi, nàng hải đăng, không phải là thanh nghiêu cổ tôn chứ, diệp thần khó hiểu nhớ lại nguyên thiên đế mà nói, ra đầu phát nổ, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh, phong gian mộng đi tìm hải đăng, chẳng lẽ cuối cùng lại tìm tới thanh nghiêu cổ tôn, bất quá suy nghĩ một chút, chuyện này hẳn không có thể thanh nghiêu cổ tôn xuất thân hàn vi, chỉ là phong thần thiên tôn ngày xưa một con thanh nghiêu thú cưỡi, phong gian mộng nhưng mà thế gian kinh khủng nhất đuôi thú, coi như muốn tìm hải đăng, cũng không khả năng tìm được thanh nghiêu cổ tôn trên mình, thanh nghiêu cổ tôn là thương vị thần, bất quá ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hắn hôm nay có thể phát huy ra thực lực, tối đa chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ nhất, diệp thần tâm tư đại động, hắn cùng thanh nghiêu cổ tôn, thù oán không thể bảo là không thâm hậu nếu có thể có chém chết thanh nghiêu cổ tôn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, cũng có thể thuận tiện giúp Bắc minh thiên đế trả thù, thanh nghiêu cổ tôn và phong gian mộng, tựa hồ cũng là muốn tiến vào anh chủng thánh địa, tranh đoạt cửu thiên phục long ấn cơ duyên, nhưng bị anh chủng điệp ngăn cản, cần nộp vào sân chi phí, hai người hiển nhiên không biết anh chủng thế gia sâu xa lai lịch, không có biểu lộ ra cái gì kiểu khác thần sắc, xem ra năm đó viêm thiên đế, lao đi thiên cơ, thủ đoạn tương đương sạch sẽ không có nhiều ít dấu vết lưu lại, nếu như không phải là có khiếu tinh vân kể lể, Diệp Thần cũng không biết anh chủng thế ra sau lưng truyền thuyết, phong gian mộng nói, chính là năm viên nguyên ngọc, ta cho là được, nàng liền cầm ra năm viên nguyên ngọc, muốn nộp cho anh chủng điệp. Thanh nghiêu cổ tôn hoảng hốt vội nói, phong gian cô nương, làm sao có thể để cho người tốn kém. Nếu như bị dạ hàn công tử biết, còn không được làm thịt ta, hắn đây là cũng không dám tranh cãi nữa, ngoan ngoãn đưa nguyên ngọc chi phí cùng phong gian mộng cùng nhau bước vào anh chủng thánh địa, hai người một bước vào thánh địa, liền cùng Diệp Thần gặp nhau, Diệp Thần cười một tiếng, lưng đeo tay, nói, phong gian cô nương, vẫn khỏe chứ, đa tạ người quần ngọc tiên trì, nếu không nhà ta tư thanh, có thể thì phải chịu nhiều đau khổ, phong gian mộng gặp Diệp Thần ở chỗ này, kinh ý một tiếng, nói, Diệp Thần, thật đúng là đúng dịp, người cũng ở nơi đây, nàng cùng Diệp Thần thật ra thì cũng không cửu hận. Ban đầu nàng là vì giải khai chữ tình bí mật, mới đầu dựa vào thiên nữ, nhưng sau đó, đi qua nguyên thiên đế chỉ điểm, nàng đã biết, thiên nữ không phải nàng hải đăng, cho nên, nàng trước mắt đã thoát khỏi thiên nữ trận doanh, và diệp thần cũng không mâu thuẫn, nói chuyện cũng là ung dung tự tại, trước đây diệp thần tuân thủ lời hứa, không có đụng chạm toái tâm linh, cũng cho nàng không tề hào cảm, còn như toái tâm linh, trước mắt đầu đầu vòng vo một chút, lại rơi vào luân hồi trận doanh trong tay, vậy cũng cùng diệp thần không liên quan. Chỉ có thể nói vận mệnh cho phép diệp thần cười nói ta nghe nguyên thiên đế nói ngươi rốt cuộc biết chữ tình giải thích sao đi ra tìm hải đăng làm sao ngươi muốn tìm hải đăng là đầu này trâu sao nói xong lời cuối cùng diệp thần ánh mắt rơi vào thanh nghiêu cổ tôn trên mình thanh nghiêu cổ tôn cũng đã là sắc mặt tái mét cả người hơi phát run nếu như là ở không không thời không nói hắn là thượng vị thần hoàn toàn không sợ diệp thần nhưng nơi này là thế giới hiện thật hắn thực lực bị hạn chế nếu là thật đánh hắn có thể không phải diệp thần địch thủ, nếu như cứ như vậy bị giết. Vậy thì thật là quá oan uổng, lật thuyền trong mương, hắn không cách nào chịu đựng. Phải biết, nhâm phi phàm chém chết hắn lãnh địa, đều bị hắn trốn ra được, nếu là chết ở diệp thần trong tay, vậy thì thật là quá oan khuất, vận khí ta làm sao kém như vậy. Lần đầu tiên hạ xuống hồng trần, liền đụng phải thằng nhóc này, vẫn là nói, thằng nhóc này vận khí quá tốt, thanh nghiêu cổ tôn dợn cả tóc gáy, nhưng là một câu nói đều không nói được trước đó chưa từng có sợ hãi ở thực tế phép tắc hạn chế hạ hắn rất nhiều thượng vị thân thủ đoạn thần thông đều không thi triển được đặc biệt khó chịu nếu như không phải là giả hàn mệnh lệch hắn đều sẽ không bầu bạn phong gian mộng hạ xuống nơi đây hạ xuống hồng trần giá phải trả thực sự quá lớn nếu như không phải là có đặc biệt kiên định tính ngưỡng đặc biệt mục tiêu rõ rệt không có mấy cái trên trời chân thần chịu mạo hiểm xuống phong gian mộng liếc thanh nghiêu cổ tôn một mắt gặp hắn mặt đầy sợ hãi hình dáng ngược lại cũng cảm thấy hết sức buồn cười, liền mí môi một cái, nói: làm sao có thể? cái này thanh nhưu cổ tôn còn không xứng với ta. Diệp thần cười nói: hắn không xứng với ngươi. vậy giả dạ hàn công tử đâu? hắn là người hải đăng sao? Phong gian mộng nói: a à, cũng không phải, a à, thật là nhức đầu. nguyên thiên đế cùng ta nói: cái gọi là chữ tình, không ngoài chính là âm dương giao hợp, thiên nhân hòa hợp. hắn kêu ta tìm một người đàn ông là tốt, rất đơn giản.